Thưa sư, con muốn tìm hiểu lịch sử của Phật giáo Theravada. Xin sư cho con biết đường link bên dưới có phải nguồn đáng tin cậy không? Nội dung có đúng chánh tạng không? Thì cái trang này đó, cái nội dung này thì sư tìm hiểu cái nguồn gốc á, thì có thể tin được. Tuy nhiên á, cái một cái lỗi không nhỏ. À, một cái lỗi không nhỏ của cái vị này á, là mình phải ghi rõ cái tên tác giả. Chứ còn mà mình để như vậy á, là nó rất là phiền. Tại vì sau này mà mình muốn tìm á, nó rất là khó. Nhưng mà nói chung á, thì cái này nó chúng ta có thể tin được ha.